Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt ở đây, dòng giá của huyện Ba Tri đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng ba con bò. Ở trước mắt của chú anh chị và các bạn là ba con bò tơ hiện đang mang thai. Thì ở đây thì có hai con hiện đang mang thai và một con thì chưa mang thai ha. Con này tơ đang mang thai lứa đầu, con này thuộc về cái dòng kem Pháp ha. Kem Pháp đó, đang mang thai được 5 tháng. Chân móng nè, rúng nè. Đây, chân móng sao. Tổng thể về con bò này thì em đã kiểm tra rồi, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Và bò này khi mà giao đến thì chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán ha. Và con này thì hiện đang mang thai 5 tháng, bao chữa 5 tháng nha. 5 tháng bao chữa 5 tháng nè. Con này thì với giá bán thì gọi là cực kỳ yêu thương cho bà con cô bác anh chị. Với mức giá bán là 26 triệu bao chữa. 26 triệu bao chữa 5 tháng luôn. Đó, mình nhìn tổng thể về con bò ha. Tình trạng đi đứng chân móng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. 26 triệu bao chữa 5 tháng. Từ mặt mày cấp mình. Đây. Còn con này tơ 14 tháng ha, 14 tháng chuẩn bị lên giống. Và con này chốt giá là 20 triệu, mình kiểm tra về chân móng đi đứng của con bò nè. 20 triệu. Đó, kiểm tra về tình trạng chân móng đi đứng qua nè. Khá là to. Đây, lưng vai thì lực. Chân móng là móng sò. Chân móng là móng sò ha. Mặt mày này. Đó, mặt mày. Xoay lưng. Đây, chân móng đi đứng. Bà con cô bác anh chị em ở gần xa, chúng ta có nhu cầu mua thì chúng ta liên hệ với em. Qua thì bự nè. Qua bự, xoay lưng. Xoay mặt nghiêm chỉnh luôn ha. Con thì đòn khá là dài. 14 tháng chuẩn bị lên giống. Chốt giá cho bà con cô bác anh chị với cái giá bán là 20 triệu. 20 triệu nha. Ở đây thì mình nhìn xem, đuôi rất là dài, móng thì đẹp, chân móng rất là đẹp nha. Đó, chân rúng nè. Đây, con này thì tơ, chuẩn bị lên giống 14 tháng ha. Và kế bên đây thì nó có một con bò chữa. Kế bên đây thì có một con bò bô xin trụi. Bô xin trụi thì con này thì hình ảnh của nó thì tổng thể về con bò đây. Bà con của bác anh chị xem, con này bao chữa 6 tháng. Chân móng đi đứng thì mình kiểm tra. Đó, sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán ha. Xoay lưng, xoay mặt. Đầu thì đầu trụi, xoay lưng. Đây, xoay lưng nằm đây. Đó, xoay mặt thì nghiêm chỉnh. Đầu thì đầu trụi nha. Yếm nè, rúng nè, chân móng nè. Bò này thì chốt giá cho cô chú anh chị và các bạn với giá là 25 triệu bao chữa 5 tháng. 25 triệu nè. Qua thì khá là to. Màu lông da thì không giá đốm gì hết. Chân móng cũng hiếm, đi đứng thì hoàn thiện hết. Đầu thì đầu trụi nha. Đó, con này chốt giá 25 triệu bao chữa 6 tháng. Bao chữa 6 tháng nha. Con này tơ 14 tháng nè. 14 tháng chưa lên giống, chưa phối tinh gì hết. Và con này thì cũng tơ, đang bao chữa 5 tháng. Chân móng đó, rúng hiếm thì đầy đủ. Qua thì bự, xương chậu khá là rộng. Tổng thể về ba con bò này thì em đã kiểm tra, đi đứng đều hoàn thiện hết. Và bà con cô bác anh chị chúng ta cũng đã thấy cái hình ảnh của nó rồi ha. Không có áp xe, không trật lỗi gì hết. Và bò này tình trạng là con này hiện đang mang thai 4 tháng. Con kia hiện mang thai được con kia hiện mang thai được 6 tháng. Và con này chốt giá là 26 triệu bao chữa 5 tháng chứ lộn. Con này bao chữa 5 tháng 26 triệu ha. Con này chuẩn bị lên giống. Con này có giá là 20 triệu. À, con này thì đang bao chữa. Con này bao chữa được 5 tháng. Ở 6 tháng. Con này bao chữa 6 tháng. Con này có giá bán là 25 triệu. Mặt mày dầu yếm, rúng, chân móng. Đây, 25 triệu. Bà con, cô bác, anh chị ở gần xa, chúng ta có nhu cầu mua thì chúng ta cứ liên hệ với em ha. Qua nè. Xe lưng thì nghiêm chỉnh. À, bóng bẩy ha. Mặt mày thì khỏi chê. Đây thì tổng thể về ba con bò. À, của chú anh chị bạn xem ha. Để em nghe điện thoại khách hàng. Dạ em nghe. Ở đây thì ba con bò. Con này 26 triệu. Con này đang mang thai được 5 tháng. Bao chữa 5 tháng 26 triệu. Còn con này chuẩn bị lên giống. Con này 14 tháng tuổi, chuẩn bị lên giống, con này có giá là 20 triệu. Còn con này thì
25 triệu bao chữa 6 tháng. Bà con cô bác anh chị ở gần xa chúng ta có nhu cầu mua thì mình cứ liên hệ với em. Thì bây giờ em sẽ lại gần nó và đo chiều cao, cập nhật thông tin để cho bà con cô bác anh chị chúng ta ước lượng ra bức tường hoặc là cây cột để chúng ta xem. Mình coi cảm thấy thích muốn mua thì mình liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. À, bò thì giá cả và những hình ảnh em đã cập nhật cho bà con cô bác anh chị đầy đủ. Bây giờ em sẽ cập nhật thông tin về chiều cao rồi mình đưa ra quyết định mình có nên mua hay không. Chiều cao của con này tại phía sau khu là 1m25, con này 1m28 và con cuối cùng bên đây là 1m32. Đấy, bà con cô bác anh chị xem cảm thấy khách muốn mua thì mọi người liên hệ vào số điện thoại của em 0383 777 696. Rồi bây giờ em sẽ kết thúc video đây và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị của các bạn video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.